tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Châu Nóc sinh năm 1998 trú tại xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó vào trưa ngày 23 tháng 7, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự kinh tế và ma túy công an thị xã Tịnh Biên phối hợp với công an xã Văn Giáo tổ chức tuần tra trên tỉnh lộ 948. Khi đến khu vực tổ 6 ấp Măng Rò, xã Văn Giáo phát hiện Châu Nóc điều khiển xe mô tô chở theo một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành đuổi theo. Phát hiện lực lượng công an, nam thanh niên bỏ chạy, còn Nóc chạy xe vào quán bên đường nằm võng rồi lấy bọc ni lông màu đen bỏ qua võng khác. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong bọc ni lông màu đen có một khẩu súng quân dụng K-54 và 4 viên đạn quân dụng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tịnh Biên đã tạm giữ hình sự Nóc về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc, vật chứng và đối tượng cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.